anh em nha. Lên cho anh em thêm một siêu phẩm nha anh em. Máy City Loot 100 lửa 6 cục. Zin cả Seco Dalim Hàn Quốc về. Tình trạng là cục máy này á, anh em nhìn bộ lửa thôi là thấy thèm liền nha anh em. Đó, bộ lửa nó nói chung là nó đẹp keng như mới luôn nha anh em. Rồi, cái máy City Loot 110 lửa City Loot 100 lửa 6 cục này bán giá 3,9 triệu nha anh em. Anh em về sàn đồ qua quay rim đồ này kia xài bao ngon nha. Máy đời cao lửa 6 cục. Lốc sơn zin toàn bộ nha. Không đứt bể nha anh em. Cốt trong tải nè. Không quyết không mòn. Rồi còn cái bộ qua lâm âm điện thì như đỉnh của đỉnh luôn nha anh em. Si zin nè, mới 100% nè, mới trang là 100% luôn nha anh em. Máy bao anh em là qua lăng còn quay được nha, hơi hãng còn nhẹ nè. Máy mình bao zin. Anh em mua về muốn làm gì làm, giá mình dễ tính bán khác thôi. Đó, máy này bán giá là 3,9 triệu nha. Anh em nào chốt thì cứ alo mình nha anh em. Đó. Máy City nha anh em, City Loot. Con này là lốc sơn zin nè. Tem còn đẹp lắm nha. Đó, cục này anh bán giá 3,9 triệu nha. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo mình nha anh em. Máy bao đẹp, bao đỉnh luôn. Giá thì mình bán cục này 3,9 triệu nha. Bán bao zin không lay đồ. Anh em còn có nhu cầu thì cứ alo mình qua số điện thoại là 0933 996 332.